Cổ chân nhân chương 1731, làm sao lại bị khám phá? 1. Gia luật quần tinh khoát tay với gia luật khôi hoàng, sau đó quay lại nhìn Phương Nguyên, nở nụ cười, các hạ khó có lúc xuống sân khiêu chiến, ta sao có thể tránh chiến mà chạy chứ? Chỉ là ta đã ác chiến năm trận, cần nghỉ ngơi một phen. Yêu cầu như vậy là quá hợp tình hợp lý. Phương Nguyên mỉm cười. Gia luật quần tinh đúng là rất tỉnh táo hắn cũng không trông cậy việc dựa vào ngôn ngữ để chọc giận những cổ tiên có lý trí như gia luật quần tinh. Trên thực tế, hắn cố ý càng quấy như vậy đã đạt được mục đích của mình. Cho nên, hắn đồng ý, cứ việc nghỉ ngơi đi. Cho ngươi hai ba ngày. Hai ba ngày không đủ thì hai ba năm, ha ha ha. Ha ha, nửa canh giờ là đủ. Gia luật quần tinh khẽ cắn môi, cười nói. Phương Nguyên thật sự rất chán ghét, gia luật quần tinh tức giận là đương nhiên đương nhiên gã vô cùng rõ ràng tình trạng của mình tiên nguyên tiêu hao không nhiều còn có rất nhiều tiên nguyên dự trữ tu hành nửa canh giờ chủ yếu là bù lại tinh thần đối với phương diện này gã cũng có chút thủ pháp độc đáo sau nửa canh giờ gã có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đến lúc đó gã nhất định sẽ khiến cho tên liễu quán nhất này nếm đủ sự lợi hại của gã trong nửa canh giờ các cổ tiên đều có vẻ bồn chồn trước cuộc gia luật quần tinh cũng đã khôi phục lại bước xuống sân đứng đối lập với phương nguyên liễu quán nhất ta gia luật quần tinh vừa mới lên tiếng trên người phương nguyên đã bộc phát ngân quang chói mắt sau một khắc một con kiếm giao thượng cổ từ trong ánh sáng bắn ra ngoài sừng rồng bén nhọn miệng rồng mở to lộ ra răng nhọn đầy rét lạnh thật hèn hạ hắn dám đánh lén chúng tiên chính đạo cùng quát lên kiếm dao thượng cổ đã vọt đến trước mặt gia luật quần tinh. Gia luật quần tinh quá sợ hãi, vội vàng lui nhanh lại. Tên này chẳng ngại mất mặt gì cả. Cả hung hăng chửi mắng trong lòng, không nghĩ rằng Phương Nguyên sẽ làm như vậy. Mỗi khi gã cả cảm thấy Phương Nguyên ti tiện, vô sĩ, biểu hiện của Phương Nguyên lại đẩy giới hạn nhận biết cuối cùng của gã đi xa hơn. Cũng may gia luật quần tinh vẫn luôn tập trung toàn bộ tinh thần, phản ứng rất kịp thời. Một đuổi một chạy khoảng cách giữa phương nguyên và gia luật quần tinh đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chúng tiên không khỏi ngừng thở. Gia luật tiểu kim bồn chồn đứng thẳng người, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn gia luật quần tinh trên trận. Gia luật khôi hoàng lại bình chân như vậy, ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên. Ông rất hiểu ác chủ bài của gia luật quần tinh, cũng không lo lắng lúc này gia luật quần tinh sẽ gặp nguy hiểm. Thì ra hắn tu hành kiếm giao biến thượng cổ. Sở độ thầm nghĩ kiếm giao thượng cổ, luận tiềm lực vẫn không bằng thông thiên quyển của ta, quân đại tiên nghiến răng. Cuối cùng cũng đã ra tay rồi. Đây là tiếng lòng của rất nhiều cổ tiên. Đi. Gia luật quần tinh đang lui nhanh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đưa tay đẩy về phía kiếm giao thượng cổ đang giết tới. Lập tức hắn tản ra lam quang sáng chói. Một mảnh vỡ ngôi sao từ trong lam quang bay ra, giống như lưu tinh, vọt tới phương nguyên. Phương nguyên ngửa đầu gào thét, Bỗng nhiên giãn thân rồng xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp, linh hoạt vòng qua mảnh vỡ ngôi sao, gần như là sượt qua mảnh vỡ ngôi sao. Rất nhiều cổ tiên nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù ấn tượng đối với Phương Nguyên rất xấu, nhưng cũng không nhịn được mà thầm khen, cảm thấy Phương Nguyên đối với biến hóa kiếm giao thượng cổ đã đạt đến tình trạng quen tay. Năng lực khống chế này giống như Phương Nguyên sinh ra đã là kiếm giao thượng cổ rồi. Không ổn rồi. Uông Đại tiên lên tiếng. Cùng lúc đó, Gia luật quần tinh nhìn thấy Phương Nguyên vòng qua mảnh vỡ ngôi sao, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bốt. Một tiếng dòng vang, đuôi rồng Phương Nguyên vung lên, đập nát mảnh vỡ ngôi sao sượt qua mình. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, uy năng của đuôi rồng còn muốn lợi hại hơn trảo rồng, có thể đập nát đá ô thanh mặt huống chi là loại mảnh vỡ ngôi sao này. Đập rất chuẩn xác, khiến cho sở độ nhìn thấy cũng phải hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hắn ta cảm thấy hơi vui, con cổ trùng tính đạo mà ta đưa cho liễu quán nhất có ghi lại đầy đủ tình huống giao thủ của gia luật quần tinh. Cho nên, Phương Nguyên biết tuyệt không chỉ là số lượng mảnh vỡ ngôi sao mà gia luật quần tinh thao túng. Gã thao túng số mảnh vỡ ngôi sao càng nhiều, nhất định sẽ càng mạnh. Cuối cùng hình thành ưu thế cực lớn, liên tục chiến bại năm người. Gia luật quần tinh thấy Phương Nguyên có thể ứng đối được đòn tấn công của mình, trong lòng có chút thất vọng, vội vàng tăng tốc triệt thoái về phía sau. Đồng thời, Hai tay của gã liên tục đập xuống. Từng luồng lam quang bao trùm hai tay của gã, liên tiếp những mảnh vỡ ngôi sao từ lòng bàn tay gã bắn ra. Thoạt đầu chỉ là nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng rất nhanh đã trở lại thể tích như cũ trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, tạo ra cuồng phong ù ù. Ầm ầm ầm. Phương Nguyên sử dụng sừng rồng trên đầu, bốn trảo rồng, còn có thân rồng, đuôi rồng đập nát mảnh vỡ ngôi sao. Không cho gia luật quần tinh cơ hội tích lũy. Nhất thời, mảnh vỡ ngôi sao bay múa, hóa thành sương mù màu lam, theo cuồng phong phiêu tán, đẹp không sao tả xiết. Trên người kiếm giao thượng cổ do phương nguyên hóa thành cũng bám vào rất nhiều mảnh vụn sao trời. Vẫy rồng màu trắng bạc băng lãnh tăng thêm một phần cảm giác mị hoặc. Sở độ cao mày. Hành động đập nát sao trời của phương nguyên rất sáng suốt. Hắn đã tìm ra được nhược điểm của sát chiêu tiên đạo này. Nhưng cũng vì thế đã khiến cho tốc độ của phương nguyên không khỏi chậm lại khoảng cách giữa hai bên cũng không giảm đi bao nhiêu. Ưu thế đánh lén trước đó gần như không còn. Gia luật quần tinh đã ổn định trận cước. Cả hừ lạnh một tiếng, hai tay gạt nhanh như mưa gió, từng mảnh vỡ ngôi sao từ bốn phía bay vụt lại, không còn công thẳng đến phương nguyên nữa. Phương nguyên lập tức lâm vào tình huống lưỡng nan. Nếu hắn bay thẳng đến gia luật quần tinh, đối phương lui về phía sau, cũng không thể nhanh chóng đến gần, đồng thời mảnh vỡ ngôi sao chung quanh càng lúc càng nhiều, cuối cùng sẽ tạo thành ưu thế thật lớn cho đối phương. Nếu Phương Nguyên đối phó với những mảnh vỡ ngôi sao, nhất định sẽ rất mệt mỏi, sẽ rơi vào tính toán của gia luật quần tinh, khiến cho gã ung dung bố cục, nắm giữ quyền chủ động đầy đủ. Kiếm giao thượng cổ hơi do dự, thế công chậm lại. Phát hiện được điều này, sở độ cao mày càng chặt hơn. Trong đại điện kim hiểu, gia luật khôi hoàng bắt đầu mỉm cười, dơ ly rượu lên nhấp một ngụm. Mặc dù Phương Nguyên do dự không bao lâu, nhưng vì thế mà đánh mất tiên cơ trên chiến trường đã xuất hiện mấy chục mảnh vỡ ngôi sao ưu thế của gia luật quần tinh bắt đầu tích lũy phương nguyên bị mấy chục mảnh vỡ ngôi sao vây quanh mặc dù hắn vẫn cố gắng tấn công thế công càng thêm cuồng mảnh nhưng không thể đột phá được tầng vây quanh này gia luật quần tinh yên tĩnh lại mảnh vỡ ngôi sao càng lúc càng nhiều không chỉ bao vây phương nguyên hơn nữa còn xuất hiện bên cạnh gã không ngừng bay múa liễu quán nhất ngươi làm bộ phách lối đơn giản chỉ là muốn ta thu hồi mảnh vỡ ngôi sao mà thôi ngươi tính toán rất sâu thiếu chút nữa khiến người khác tưởng rằng ngươi quá kiêu ngạo đáng tiếc ngươi gặp không phải là ta của mấy năm trước mấy năm trước ta đã cải thiện được nhược điểm của sát chiêu tiên đạo này giai đoạn trước đúng là nó hơi yếu nhưng thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ để khắc chế ta đâu hiện tại ngươi có biện pháp gì để phá giải trường hợp này tiếng rồng ngâm vang lên Phương Nguyên Đông đưa thân rồng, trảo rồng vung vẩy khiến vô số mảnh vỡ ngôi sao chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng khắp nơi. Quy thế rất mạnh, nhất là tốc độ kiếm giao thượng cổ, kinh người vô cùng. Đáng tiếc, trong mắt chúng tiên đang quan sát, bọn họ đã ngửi ra được mùi suy yếu trong đó. Mặc dù công kích của Phương Nguyên cùng mảnh, nhưng chủ nhân của mảnh vỡ ngôi sao đã vượt ra xa, đứng khoanh tay quan sát, điều khiển mảnh vỡ ngôi sao, vô cùng khoan thai. Thời gian trôi qua, mảnh vỡ ngôi sao bên cạnh gia luật quần tinh càng lúc càng nhiều. Trận này liễu quán nhất bại rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, quân đại tiên kết luận. Tuyết vô ngân im lặng, trong lòng thầm nghĩ, dựa theo thực lực mà nói, liễu quán nhất trưởng lão rất mạnh, không kém hơn so với hạo chấn, cừu lão ngủ. Nhưng khoảng cách so với gia luật quần tinh vẫn có sự chênh lệch nhất định. Sở độ vẫn cao chặt mày thực lực mà Phương Nguyên thể hiện hoàn toàn không tương xứng với những gì mà hắn ta đã nghĩ. Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy Phương Nguyên vẫn còn ác chủ bài, vẫn tin tưởng đối phương như cũ. Không đến mức cuối cùng, hắn ta vẫn giữ vững hy vọng. Gia luật tiểu kim cười ha hả, đứng trước cửa đại điện kim hiểu hô to, liễu quán nhất, tại sao ngươi không kêu gào nữa đi? Tiếp tục giỏng giạc nữa đi. Ngươi không phải nói quần tinh đại nhân ta không cách nào so sánh với ngươi sao? Ngươi không phải nói, chiến đấu với quần tinh đại nhân sẽ làm giảm giá trị của ngươi sao? tại sao bây giờ ngươi không nói nữa đi? ngươi muốn phát tiết cái gì nữa? kiếm giao thượng cổ gầm thép đánh nổ từng mảnh vỡ ngôi sao. cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ của phương nguyên gia luật tiểu kim cười ha hả. thái thượng nhị trưởng lão sở môn cũng chẳng có gì hơn bình tĩnh mà nhìn lại đích thật có chút thực lực. các ngươi có tính được có bao nhiêu mảnh vỡ ngôi sao bị hắn đánh nổ không? vô dụng thôi, ưu thế gia luật quần tinh đã tích lũy càng lúc càng lớn. Sự do dự của liễu quán nhất trước đó đã quyết định hắn trực tiếp bại trận đấu này. Đây là nét bút hỏng duy nhất của hắn, nhưng đã bị gia luật quần tinh lợi dụng hoàn toàn. Ngẫm lại cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Sở môn là thứ gì? Tại sao có thể đánh đồng với thế lực hoàng kim của chúng ta được chứ? Thái thượng nhị trưởng lão có sức chiến đấu như vậy cũng không tính sở độ có mắt không trồng đám cổ tiên chính đạo nâng chén chúc mừng trong đại điện kim hiểu bầu không khí khá nhẹ nhàng gia luật khôi hoàng vuốt chồng râu của mình ý cười trên mặt càng đậm hơn nhưng ông ta vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở gia luật quần tinh cẩn thận long tức của đối phương điểm mạnh nhất của kiếm giao thượng cổ chính là giao long thổ tức hiện tại hắn vẫn chưa phun lần nào gia luật quần tinh khẽ gật đầu không cần gia luật khôi hoàng nhắc nhở cả đã sớm ghi nhớ việc này trong lòng cường giả không chỉ thực lực mà còn có tâm thái chiến đấu tâm trạng của gia luật quần tinh khi thắng khi bại đã rất tốt gã đã trải qua thiên truy bách luyện trải qua ngăn cản và thất bại đã trở thành một cường giả căn cơ rất ổn rất vững chắc nhưng gia luật quần tinh vẫn không lui về phía sau lúc này khoảng cách giữa gã và phương nguyên đã rất xa gần như là hai đầu chiến trường gia luật quần tinh nhìn mảnh vỡ ngôi sao đang bay múa bên cạnh thầm nghĩ đã có trên 100 mảnh vỡ ngôi sao bảo vệ cho ta. Ngay cả sở độ đích thân đến ta cũng có thể ngăn cản được một khoảng thời gian huống chi là tên liễu quán nhất này. Đông Phương Trường Phàm, mặc dù ngươi đã chết, nhưng uy danh vạn tinh phi huỳnh của ngươi, hãy để cho ta thay ngươi kéo dài. Dù sao sát chiêu tiên đạo này của ta cũng do ngươi chỉ điểm. Trong lúc đa số các cổ tiên đều cho rằng thắng bại của cuộc chiến đã định, dị biến đột nhiên xảy ra. Tiên cổ kiếm độn. Đột nhiên, Phương Nguyên thúc ra tiên cổ kiếm độn. Hiện tại hắn biến thành kiếm giao thượng cổ, vốn đạo ngân biến hóa đạo đều chuyển thành đạo ngân kiếm đạo, cộng thêm trước đó tu hành tiên cổ kiếm mi, đạo ngân kiếm đạo đã có hơn vạn cái. Một nghìn đạo ngân kiếm đạo đã gia tăng uy năng tiên cổ lên gấp đôi. Hơn vạn đạo ngân kiếm đạo chính là tăng phúc gấp 10. Tiên cổ kiếm độn là tiên cổ thất chuyển, là cổ trùng di chuyển vô cùng ưu dị, lập tức được tăng phúc gấp 10 còn phải tính luôn tốc độ bản thân kiếm dao. Kiếm dao chạy nhanh trên một đoạn đường dài thì không đủ năng đủ, nhưng từ tỉnh sang động, chỉ trong nháy mắt sẽ bộc phát tốc độ vô cùng kinh người. Kiếm dao thượng cổ, tiên cổ kiếm độn, hơn vạn đạo ngân kiếm đạo, ba thứ cộng lại khiến cho Phương Nguyên rời khỏi vị trí cũ trong chớp mắt. Trong tình huống chúng tiên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bay vọt toàn bộ chiến trường, xuất hiện trước mặt gia luật quần tinh. Lúc này, Gương mặt của gia luật quần tinh một giây trước vẫn còn là sự đắc thắng, nhưng lúc này con ngươi của gã đã co thành mũi kim, vô cùng kinh hãi khi con dao long rất lớn đang tràn ngập tầm mắt của mình. Trong đầu của gã chỉ dâng lên một ý niệm. Không thể nào. Quy củ phi hành của mảnh vỡ ngôi sao rất huyền diệu, tham chiếu vạn tinh phi huỳnh, làm sao có thể bị hắn khám phá ra ngay lập tức được. Đây là suy nghĩ cuối cùng khi gia luật quần tinh còn sống. Tất cả đều phát sinh quá nhanh trước đó phương nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ còn bị mảnh vỡ sao trời vây quanh kiếm giao thượng cổ tả xung hữu đột gào thép liên tục nhưng không tạo ra được thay đổi gì cũng trước đó gia luật quần tinh vẫn còn đang ở một chỗ khác của chiến trường bên cạnh là mảnh vỡ ngôi sao bay múa tôn gã làm tinh chủ quần tinh và trước đó đa số cổ tiên đều cảm thấy gia luật quần tinh đã nắm chắc thắng lợi trong tay đại cục của trận chiến này đã định bởi vì cảnh tượng hiện ra trước mắt quần tiên thật sự quá quen thuộc thậm chí trước đó gia luật quần tinh đã liên tục đánh bại năm vị cổ tiên tất cả đều là tình huống này mặc dù trong thế giới này không có xu hướng tư duy như thế nhưng tư duy quần tiên chính là như vậy một khắc sau đó phương nguyên bỗng nhiên xuất ra tiên cổ kiếm độn trong nháy mắt bạo phát tốc độ quả thật kinh người một lát sau kiếm giao thượng cổ đã phá vỡ những mảnh vỡ ngôi sao ven đường vọt đến trước mặt gia luật quần tinh. Há miệng phun ra một cái. Giao long thổ tức. Gia luật quần tinh vẫn còn đang tự tin với thủ đoạn phòng bị của mình, lúc này phần đầu đã bị chém xuống. Con người vốn rất yếu ớt, có rất nhiều nhược điểm trí mạng. Ngay cả biến thành tiên cương, đầu vẫn là nhược điểm như cũ. Nếu bị chém mất đầu, ai cũng sẽ chết. Gia luật quần tinh lập tức bại trận. Phương Nguyên thuận thế bắt lấy nhục thân của gã hồng phách của gia luật quần tinh cũng bị tước mất một phần còn chưa kịp nhảy ra khỏi nhục thân đã bị phương nguyên nhét vào trong tiên khiếu. toàn bộ động tác rất nhanh phương nguyên đã sớm mưu đồ từ lâu thôi động tiên cổ kiếm độn bắn vọt thổ tức bắt lấy toàn bộ quá trình chỉ gồm bốn động tác này cho dù là vậy sau khi phương nguyên hoàn thành bốn động tác này cơ thể giao long của hắn đã xông ra khỏi phạm vi chiến trường nhiều hơn mấy vạn dặm có thể thấy được tốc độ của hắn kinh người đến cỡ nào. Nếu chỉ là nhân thể, chỉ sợ đã sớm bị tốc độ tăng lên kịch liệt này mang đến áp lực thật lớn, phát nổ rồi. Cũng may mà Phương Nguyên đã biến thành cơ thể giao long. Dù vậy, Phương Nguyên vẫn cảm thấy cơ thể tiếp nhận áp lực không nhỏ trong quá trình bắn vọt. Bên trong tầm mắt đã sinh ra mơ hồ. Nếu là mắt nhân loại, nhất định sẽ không theo kịp tốc độ này. Cũng may mà Phương Nguyên đã biến thành mắt kiếm dao. Với tốc độ này, ngay cả Phương Nguyên cũng có chút chịu không nổi. Dựa theo tốc độ lao này, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần và lực chú ý vào việc khống chế thân rồng. Bởi vì một khi phương hướng xuất hiện sai lầm, nói không chừng sau một khắc sẽ đụng vào núi hoặc trên mặt đất. Tốc độ này quá nhanh, một hô hấp trước có lẽ ta còn ở trên không trung, nhưng một khắc sau phương hướng xuất hiện sai lầm đã vượt qua mấy vạn dặm. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, hắn nhớ lại lần diễn luyện đầu tiên bên trong tiên khiếu chí tôn hắn đã đụng phải núi ở tiểu nam cương đâm đến thất điên bát đảo thì không nói toàn bộ chân núi đều bị hủy cuối cùng sụp hẳn xuống tốc độ này thích hợp cho bộc phát nhưng nói thật phạm vi vận dụng trong thực chiến thì lại không rộng một khi phương nguyên mở tốc độ tối đa nhất định phải tập trung khống chế cơ thể kiếm dao một chút tinh thần cũng không được phân tán như vậy hắn cũng chỉ làm được một số động tác rất đơn giản hoặc phải ý vào cơ thể kiếm dao biến hóa ra nếu như thế thì thật sự rất nguy hiểm bởi vì khi phương nguyên biến thành kiếm dao thượng cổ mặc dù da dày thịt béo nhưng đạo ngân trên tiên thể chí tôn và đạo ngân đánh vào không mâu thuẫn với nhau biến thành kiếm dao thượng cổ vẫn là công mạnh thủ yếu đồng thời công thủ hai bên lại không cân bằng nhưng cũng may lần này ta có thể đắc thủ thành công giết chết gia luật quần tinh vận khí đúng là không tệ trước tiên ta phải tìm một nơi nuốt tiên kiếu này đã. Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không quay lại mà bay thẳng đi, rời khỏi bình nguyên huyết chiến. Cổ tiên hai bên vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng của hắn, cho đến khi hắn biến mất khỏi chân trời. Quần tiên nhìn qua chiến trường hỗn độn, còn có rất nhiều tinh mảnh. Nhìn rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao còn đang bay giữa không trung, khi đó mọi người chợt hiểu ra. Liễu quán nhất đã giết chết gia luật quần tinh. Đúng là khó tin. Giống như đang nằm mộng vậy. Quá nhanh, tốc độ đó hoàn toàn không thể nào phản ứng. Mặc kệ phía chính đạo hay là sở độ, tất cả đều bàn tán rôm rã. Các cổ tiên không bí mật truyền âm mà trực tiếp nói chuyện. Dường như chỉ có lên tiếng mới có thể phát tiết được kinh nghi trong lòng mình. Gia luật tiểu kim đứng ngơ ngác tại cửa đại điện kim hiểu giống như một pho tượng. Trước khi gia luật quần tinh bị phương nguyên giết chết, y còn hô to nói móc, châm chọc Phương Nguyên. Hiện tại, những lời nói này còn có hành động của y giống như từng cái tác không ngừng tác vào mặt của y. Y chấn động, kinh hãi, không tin vào sự thật như thế. Gia luật khôi hoàng vẫn còn đứng ở vị trí của mình, trong tay còn cầm chén rượu, trên sợi râu vẫn còn lưu lại vết rượu. Trước một khắc Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh, ông ta còn đang ngồi, đưa chén rượu lên môi của mình. Sau khi sự việc phát sinh, gia luật khôi hoàng chấn động vô cùng, vô thức đứng dậy, không bận tâm đến chén rượu trong tay, khiến cho chén rượu ngon vẫy vào râu ông ta, còn có cổ và quần áo. gia luật quần tinh chết rồi. cường giả gia luật gia cổ tiên gia luật quần tinh danh truyền giới cổ tiên bắc nguyên đã chết rồi, chết một cách đột ngột không hề có dấu hiệu nào. nếu nói gia luật tiểu kim là hy vọng tương lai của gia luật gia như vậy gia luật quần tinh chính là trụ cột vững vàng của gia tộc, nhưng đã chết rồi bàn giao lại tính mạng ở chỗ này. Điều này là một sự đã kích nặng nề đối với gia luật tiểu kim và gia luật khôi hoàng. Đối với toàn bộ gia luật gia mà nói, đây cũng là một tổn thất rất lớn. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Không hổ danh là thái thượng nhị trưởng lão sở môn, sức chiến đấu như vậy khiến cho người ta phải giật mình. Ánh mắt sở độ đúng là tốt, nhận biết anh tài. Trước đó ta còn xem thường liễu quán nhất, ta còn quá nông cạn rồi. Bên phía sở độ, gương mặt cổ tiên đều hiện lên sự vui mừng. Mặc dù không quá ưa Phương Nguyên, nhưng chiến tích bày ở đây, Phương Nguyên đã giải quyết được nan đề cho bọn họ là gia luật quần tinh, lại còn là giải quyết vĩnh viễn. Từ đây, giới cổ tiên Bắc Nguyên không còn nhìn thấy nhân vật này nữa. Không tầm thường. Thì ra trước đó liễu trưởng lão vẫn luôn cố ý làm ra vẻ, khiêu khích đối phương, sau đó tác chiến, rồi từng bước một làm tê liệt đối thủ, rõ ràng là có thực lực mạnh mẽ, nhưng kiềm chế không phát. Cho đến cuối cùng mới áp dụng chém giết trí mạng. Tuyết vô ngân ngửa đầu thở dài. Gã hoàn toàn chịu phục. Nghịch chuyển như vậy khiến gã bội phục phương nguyên vạn phần. Thật buồn cười ta trước đó còn hiểu lầm liễu trưởng lão không có gì hơn. Hay, nếu ta là đối thủ của liễu trưởng lão, chỉ sợ trước khi ta chết còn không biết chết như thế nào. Ta còn quá trẻ rồi. Mọi người phải chú ý, tên liễu quán nhất này rất xảo trá sau này gặp hắn nhất định phải đề phòng trong đại điện kim hiểu sắc mặt nổ nhĩ cổ âm trầm sau đó phá vỡ sự im lặng hiện tại bọn họ nhớ đến biểu hiện của phương nguyên trước đó đều phát hiện được tâm tư xảo trá của phương nguyên trước khi tác chiến hắn kêu gào khích tướng khi tác chiến thì tỏ ra yếu thế tất cả đều chỉ là ngụy trang cho đến phút cuối cùng chân tướng của hắn mới phơi bày không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là long trời lỡ đất. Bình chi, sau này ngươi gặp phải tên liễu quán nhất này, vẫn nên tránh thì hơn. Nhập nhị nhất phương dặn dò nhập nhị bình chi, giọng điệu rất lo lắng. Nhập nhị bình chi gật đầu, vâng, ta hiểu rồi. Hiện tại ta chỉ là kiếm tử. Nếu tương lai trở thành kiếm sư, tu thành thất chuyển, nhất định phải đỏ sức với liễu quán nhất trưởng lão này một lần. Cổ tiên chính đạo từng người lên tiếng. Gia luật quần tinh chết rất thảm. Thật ra, toàn bộ cuộc chiến đều nằm trong tay liễu quán nhất. Chúng ta nhìn thấy, gia luật quần tinh cảm thấy, tất cả đều là giả. Hai, ai có thể ngờ tới hắn lại có thực lực như vậy? Gia luật khôi hoàng trưởng lão, ngươi cũng đừng tự trách mình. Tiếp theo, chúng ta chắc chắn sẽ vì ngươi, vì gia luật gia mà báo phần huyết cừu này. Lúc này, gia luật khôi hoàng mới kịp phản ứng. Trong lòng ông ta có một điều không thể hiểu được, đó chính là vì sao xung quanh gia luật quần tinh đang có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, phòng tuyến trùng điệp nhưng lại bị Liễu Quán Nhất xuyên qua một cách dễ dàng như vậy. Ông ta và gia luật quần tinh đã từng luận bàn với nhau rất nhiều lần, ông ta biết rất rõ sức mạnh phòng hộ này cường đại đến cỡ nào. Mối nghi hoặc này vẫn quanh quẩn trong lòng gia luật Khôi Hoàng, giống như một tảng đá thật nặng. Ông ta hít sâu hai cái, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ông ta vẫn ép buộc mình tỉnh táo bởi vì lúc này ông ta là đại diện cho toàn bộ gia luật gia. Nếu hiểu hiện của ông ta không tốt, toàn bộ gia luật gia sẽ vì thế mà hổ thẹn. Cung quyển đình đại nhân. Gia luật khôi hoàng làm một lễ thật sâu về phía chủ vị, gia luật quần tinh gia tộc chúng ta là huyết mạch hoàng kim thuần chính. Hôm nay gã chết ở đây cũng là một phần vinh quang, cũng là đại trượng phu của huyết mạch hoàng kim ta. Nhưng bây giờ, thi cốt của gã vẫn còn nằm trong tay cừu nhân thậm chí hồn phách của gã cũng có thể vẫn còn tồn tại. Tại hạ khẩn cầu đại nhân ra mặt, vì gia luật gia mà đòi lại thi thể, còn có hồn phách của gã. Đó là tất nhiên rồi. Cung Nguyễn Đình nhẹ giọng đáp lại, thái độ cũng rất thẳng thắn. Dựa theo quy của hai bên định ra trước đó, đích thật là có thể trao đổi thi thể. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã mang theo thi thể của gia luật quần tinh chạy đi đâu mất. Cho dù cổ tiên chính đạo có muốn đuổi theo cũng không kịp cho nên, cung Nguyễn Đình trực tiếp hỏi sở độ. Sở độ đối với việc Phương Nguyên rời đi cũng rất bất ngờ, đã gửi tin hỏi thăm. Thực lực của Phương Nguyên như vậy, sở độ vẫn còn muốn ủy vào hắn. Cung Nguyễn Đình vừa hỏi, bên trong tiên khiếu của sở độ đã nhận được hồi âm của Phương Nguyên. Thi thể gia luật quần tinh có tác dụng rất lớn đối với ta. Sở huynh, nếu thật sự không được, huynh cứ khai trừ ta ra khỏi sở môn. Chỉ đơn giản hai câu, nhưng lại biểu hiện tình thế bắt buộc phương nguyên sẽ không nhả ra sở độ cao mày ung dung mỉm cười nói với cung quyển đình tiên tử đại nhân xin yên tâm thi thể của gia luật quần tinh đang được bảo quản rất tốt ta đã thông báo cho thái thượng nhị trưởng lão nhưng muốn đổi lấy thi thể còn xin quý phương đưa ra cái giá tất cả đều có thể thương lượng gia luật khôi hoàng lập tức trả lời thái độ rất dứt khoát chuyện đại hội đấu võ huyết chiến Phương Nguyên đã ném ra sau óc. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiên khiếu của gia luật quần tinh. Cho dù bây giờ chiếm không được, tương lai nhất định sẽ được. Về phần phía chính đạo yêu cầu thi thể và hồn phách của gia luật quần tinh, Phương Nguyên nghĩ cũng có thể thỏa mãn bọn họ một phần. Trọng điểm của hắn là tiên khiếu, nhưng hồn phách của gia luật quần tinh cũng không thể trả. Hắn có thể sưu hồn gia luật quần tinh, đạt được rất nhiều cơ mật của gia luật gia. Sau khi sưu hồn, hắn có thể nộp hồn phách cổ tiên cho phái lan gia đổi lấy điểm cống hiến. Tóm lại, việc cấp bách bây giờ là thử xem có đoạt được tiên khiếu này hay không. Phương Nguyên bay nhanh hơn. Trên đường đi, hắn lượn vòng nhiều chỗ, phòng bị thiên ý. Sau một canh giờ, hắn đã đến Thái Khâu. Khoảng cách giữa Thái Khâu và Bình Nguyên huyết chiến cũng không phải quá xa. Nhìn trên bản đồ Bắc Nguyên, Bình Nguyên huyết chiến nằm ở tay trái, còn Thái Khâu nằm ở tay phải, ở giữa bên dưới là phúc địa thiết ưng của hắc gia nếu nối ba điểm bình nguyên huyết chiến phúc địa thiết ưng và thái khâu lại với nhau sẽ giống như hình chữ v sau khi tiến vào đồi thái khâu phương nguyên thay đổi ngoại hình hắn đã quen đường vì thế rất nhanh hắn đã đến vị trí cổ trận siêu cấp thông qua cổ trận siêu cấp hắn quay về phúc địa lan gia phương nguyên trở về rồi mao lục vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của phương nguyên sau lần hắn đổi lấy tiên cổ long tức rồi rời đi đây là lần đầu tiên hắn quay về rốt cuộc hắn dùng tiên cổ long tức để làm cái gì mao lục không ngừng suy đoán trong lòng gã không biết mấy canh giờ trước phương nguyên sử dụng kiếm dao biến thượng cổ giết chết cường giả cổ tiên thất chuyển gia luật quần tinh của gia luật gia nhân vật này cùng một cấp độ với tự tại thư sinh và bị thủy hàn chiến lực của phương nguyên có thể so sánh với những người này từ khi đại chiến núi Nghĩa Thiên thất bại, ảnh tông bị tàn phá không chịu nổi. Mao Lục là thành viên còn sót lại của ảnh tông ở Bắc Nguyên, tin tức mà gã thu thập được cũng chậm hơn trước rất nhiều. Nhưng tin tức Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh nhất định sẽ không che giấu được. Tin tức này quá rung động, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp giới cổ tiên Bắc Nguyên, ngay cả cổ tiên Trung Châu cũng có thể nghe thấy. Dù sao 10 đại cổ phái Trung Châu cũng đang chú ý đại hội đấu võ huyết chiến này. Ồ, Phương Nguyên này lại đi rồi. Mao Lục kinh ngạc. Cổ trận siêu cấp một lần nữa lóe lên ánh sáng, đưa Phương Nguyên rời đi. Mao Lục không biết Phương Nguyên muốn làm gì, về rồi đi, biểu hiện trước khi đi rất vội vã. Nhưng trực giác khiến cho gã cảm thấy không ổn, có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy lần này Phương Nguyên ra ngoài sẽ được lợi rất lớn. Phương Nguyên trưởng thành càng lúc càng nhanh, đối với ảnh tông mà nói là một tin tức xấu. Phương Nguyên mượn dùng phúc địa lan gia để tiến hành di chuyển. Hắn muốn chiếm đoạt tiên khiếu, đầu tiên là phải hạ tiên khiếu xuống. Hắn không có khả năng hạ tiên khiếu ở bình nguyên huyết chiến, động tĩnh sẽ rất lớn, thu hút rất nhiều ánh mắt của cổ tiên tham gia đại hội. Nếu dẫn cổ tiên khác đến, sẽ không ổn đối với Phương Nguyên. Ta vất vả lắm, có thể nói là phí hết tâm tư mới đoạt được tiên khiếu tinh đạo thất chuyển, tất nhiên phải bảo đảm trong quá trình chiếm đoạt vạn vô nhất thất phương nguyên xuất hiện tại một cổ trận khác cách bình nguyên huyết chiến khá xa từ trước đến nay hắn luôn tính trước làm sao đã sớm chọn được vị trí bước ra khỏi cổ trận truyền tống hắn nhanh chóng ẩn tích bay thấp xuống sau đó đến một thảo nguyên không có gì thu hút điều tra một phen không phát hiện điều gì hắn lập tức móc thi thể gia luật quần tinh ra một người thật đáng thương không còn cái đầu thi thể không đầu đã được phương nguyên tạm thời xử lý cam đoan tiên khiếu vẫn còn giữ lại. Thủ đoạn này cũng phải nhắc lại nguồn gốc của nó. Trước đó, Phương Nguyên đã từng chứng kiến phần thiên ma nữ lấy khiếu người khác, cũng đã từng nghe ngóng được thành quả nghiên cứu của không tuyệt lão tiên từ nàng ta. Kết hợp với thủ đoạn 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, giúp cho hắn sáng tạo ra được phương pháp giữ tiên khiếu được tươi. Hồn phách của gia luật quần tinh đã bị Phương Nguyên lấy đi, phong ấn lại. Có hơi chút phiền phức hồn phách của gia luật quần tinh bị long tức làm tổn thương thương thế không nhẹ cũng may phương nguyên có được đảm thạch cổ mặc dù loại cổ này chỉ là phàm cổ nhưng do bí cảnh thiên địa sản xuất là thủ đoạn tốt nhất để tráng hồn phương nguyên lại là người sản xuất đảm thạch cổ trong tay tất nhiên có rất nhiều hàng tồn dùng không ít đảm thạch cổ cho dù hồn phách của gia luật quần tinh còn thoi thóp nhưng đã được cứu lại phương nguyên giải khai phong ấn trực tiếp ném thi thể lên đồng cỏ đáng tiếc cho gia luật quần tinh, khi còn sống thì phong quan vô hạn, sau khi chết thi thể bị người ta tùy ý đối xử. Nếu cổ tiên gia luật gia nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ dơ chân liều mạng với phương nguyên. Sau mấy hơi thở, khí thiên địa bắt đầu rung chuyển. Tiên khiếu rơi xuống đất, động tĩnh không nhỏ. Cũng may phương nguyên có vận khí, không xui xẻo như trước đó. Có một khoảng thời gian, hắn gần như uống nước lạnh cũng tê răng. Không có gì ngoài ý muốn, cánh cửa tiên khiếu của phương nguyên mở ra mặc dù hắn có thượng cực thiên ưng nhưng hắn vẫn thông qua cánh cửa tiến vào phúc địa quần tinh phúc địa của gia luật quần tinh rất kỳ lạ bầu trời tăm tối nhưng mặt đất lại tản ra lam quan mông lung phương nguyên nhìn thoáng qua không khỏi chấn động hắn phát hiện mặt đất phúc địa là do vô số mảnh vụn ngôi sao xếp thành mảnh vụn ngôi sao lớn thì như vỏ sò nhỏ thì như cục đá dẫm dưới chân phát ra âm thanh xào xạc toàn bộ phúc địa mênh mông bát ngát diện tích rộng lớn địa hình tương đối bằng phẳng phương nguyên muốn phi hành nhưng lại cảm nhận được một từ lực rất mạnh trói buộc hắn trên mặt đất mặt đất bỗng nhô lên sau đó một tinh hạch to bằng chậu rửa mặt bay đến trước mặt phương nguyên tinh hạch có màu xanh đậm của tinh cầu chính là địa linh nơi này tinh hạch sáng chói chậm rãi tự quay tản ra các loại ánh sáng khiến phương nguyên liên tưởng đến những viên kim cương hoàng mỹ nhất dưới ánh đèn ở trái đất im ắng giao lưu, Phương Nguyên biết được điều kiện nhận chủ của địa linh nơi này. Đối với người thường mà nói, điều kiện này khá khó. Bởi vì địa linh yêu cầu tìm cho bằng được sát chiêu tiên đạo vạn tinh phi huỳnh hoàn chỉnh cho nó xem. Thì ra, khi gia luật quần tinh còn sống, vẫn luôn nhớ đến vạn tinh phi huỳnh. Gã sáng tạo ra sát chiêu cũng bị ảnh hưởng từ vạn tinh phi huỳnh rất nặng. Chấp niệm của gã cũng liên quan đến điều này. Sau khi chết, chấp niệm kết hợp với vĩ lực thiên đọa bên trong tiên khiếu tạo thành địa linh. Đúng là vận đến, muốn cản cũng cản không được. Ha ha! Phương Nguyên lập tức lấy ra toàn bộ nội dung vạn tinh phi huỳnh giao cho địa linh quan sát. Hắn là hung thủ giết chết Đông Phương Trường Phàm, vơ vét hồn phách của Đông Phương Trường Phàm không biết bao nhiêu lần, có đôi khi còn tra tấn rất ác liệt. Cuối cùng đã đem hồn phách của Đông Phương Trường Phàm nộp lên phái Lan Gia đổi lấy điểm cống hiến. Một lát sau, Phương Nguyên đã trở thành chủ nhân phúc địa. Tiếp theo mới là quan trọng nhất, để xem ta có thể chiếm đoạt được phúc địa này hay không. Phương Nguyên nghỉ ngơi một chút mới bắt đầu ra tay. Việc chiếm đoạt tiên khiếu, trải qua kinh nghiệm tổ tiên tổng kết lại, có 3 điểm. Thứ nhất, chiếm đoạt tiên khiếu cần cảnh giới. Thứ hai, tiên khiếu không thể lấy nhỏ nuốt lớn. Thứ ba, không thể chiếm đoạt tử khiếu. Phương Nguyên đã thỏa mãn được hai điểm trong đó, nhưng còn một điểm vẫn có chút lập lờ tiên khiếu không thể lấy nhỏ nuốt lớn rốt cuộc là cái gì nhỏ cái gì lớn nếu là tu vi tiên khiếu lục chuyển chính là nhỏ tiên khiếu thất chuyển chính là lớn như vậy phương nguyên không cách nào chiếm đoạt được phúc địa quần tinh nếu luận nội tình tiên khiếu tiên khiếu chí tôn của phương nguyên tuyệt đối vượt qua phúc địa quần tinh tất nhiên là có thể chiếm đoạt phương nguyên đã sớm muốn nghiệm chứng điểm này tiếc là lúc trước hắn gặp tiên khiếu thất chuyển cực ít mà lại không đáp ứng được yêu cầu cảnh giới cho đến bây giờ phương nguyên mới đoạt được phúc địa quần tinh phương nguyên kẻ tài mà gan cũng lớn bắt đầu thử nghiệm nhờ địa linh phụ trợ hắn tiến hành dung hợp phúc địa quần tinh quá trình thuận lợi ngoài ý muốn hắn hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào thí nghiệm thành công sau khi chiếm đoạt phúc địa quần tinh xong không chỉ bên trong tiên khiếu chí tôn có thêm một mảnh bình nguyên thật lớn quan trọng là tai kiếp của phương nguyên nhảy vọt về phía trước rất nhiều lần giúp cho hắn chính thức từ cổ tiên lục chuyển nhảy lên thất chuyển cổ tiên thất chuyển từ giờ trở đi ta chính là cổ tiên thất chuyển rốt cuộc cũng đã thành tựu thất chuyển rồi phương nguyên bùi ngùi mãi không thôi năm trăm năm trước hắn chỉ là cổ tiên lục chuyển vượt qua hai lần thiên kiếp đương nhiên bây giờ phương nguyên đã biết bên trong nhất định có thiên ý tận lực chèn ép thiên ý cần thiên ngoại chi ma sung làm quân cờ đối phó ảnh tông, đối kháng u hồn ma tôn. Phương Nguyên được thiên ý lựa chọn, tất nhiên phải chịu rèn luyện tạo hình, cải tạo Phương Nguyên thành một quân cờ hợp cách. Ít ra tu vi không thể quá cường đại, độ khó thiên ý bài bố Phương Nguyên sẽ cao hơn, nhưng cũng không thể quá yếu. Yếu quá, cho dù có trùng sinh cũng không làm nên tác dụng gì. Lục chuyển là vừa nhất. Đây là thiên ý mưu tính sâu xa. Nhưng bây giờ, bởi vì đủ loại cơ duyên, còn có sự cố gắng và kiên trì của hắn, hắn rốt cuộc đã đột phá thiên ý, xông lên đẳng cấp thất chuyển. Ý nghĩa thật quan trọng. Cổ tiên lục chuyển tương đương với hạng chót, số lượng nhiều nhất. Thất chuyển là trung giai, là tinh anh của cổ tiên, thuộc địa vị thượng tầng. Bác chuyển khá hiếm thấy, mọi hành động đều có thể gây nên phong vân biến hóa của một địa vực. Đạt đến trình độ như vậy, Phương Nguyên đã trở thành tinh anh trong giới cổ tiên lục chuyển thấy hắn cũng phải đi đường vòng cho dù cổ tiên thất chuyển phương nguyên cũng chỉ kiên kỵ những người như gia luật quần tinh tự tại thư sinh hoặc nổ nhĩ cổ mà thôi sở độ phương nguyên đánh giá một chút hắn vẫn có sự chênh lệch với đối phương cũng may bây giờ sở độ là minh hữu của hắn lúc này bên trong tiên khiếu chí tôn đã bắt đầu sản xuất tiên nguyên hồng tảo sau đó không lâu phương nguyên đã có được tiên nguyên hồng tảo thuộc về mình cùng lúc đó hắn còn đem tiên nguyên thanh đề mà hắn tích lũy tiến hành dung hợp hình thành tiên nguyên hồng tảo một trăm viên tiên nguyên thanh đề có thể dung hợp thành một viên tiên nguyên hồng tảo nhất định phải dung hợp nếu dùng tiên nguyên thanh đề thôi động tiên cổ thất chuyển ít nhất phải hao tổn ba thành sau khi dung hợp thành tiên nguyên hồng tảo về sau sẽ không còn tiêu hao một cách vô vị như vậy dần dần ta sẽ dự trữ được nhiều tiên nguyên hồng tảo sẽ không cần e ngại tiêu hao chiến đánh lâu dài nữa quẩn bách giống như khi bách túc thiên quân đánh chiếm động thiên hắc phàm đã rời xa rồi. Phun. Hạo chấn vọt lên không, bỗng nhiên mở to miệng phun ra một tia chớp. Lôi đình co lại thành quả cầu màu vàng, như chậm như nhanh đánh về phía đối thủ hạo chấn. Đối thủ của y là cổ tiên mộ dung gia, dáng người tráng kiện, mũi to, cầm lớn, tráng nhỏ, gương mặt giống hình tam giác, bắp thịt cả người giống như được khối nham thạch đắp lên. Nhìn thấy lôi đình đánh tới, cả không tránh không né, mặc cho lôi đình rơi xuống người mình. Một tiếng ầm vang. Lôi đình nổ vang, điện quang đánh xuống, nhất thời chúng tiên không khỏi nheo mắt lại. Sau khi lôi quang tiêu tán, cổ tiên mộ dung gia ngẩng đầu đứng lặng không nhúc nhích chút nào. Ngực của gã cháy đen, thậm chí còn lượn lờ khói trắng. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Đây là sức mạnh mạnh nhất của ngươi. Từng, cháy rụi được vài cọng lông của ta, có tiến bộ hơn trước rất, rất nhiều. Giọng điệu của vị cổ tiên mộ dung gia này khá nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vẻ châm chọc. Ngươi! Hạo chấn tức giận, hai mắt giống như phun lửa, nhưng lại không cách nào phản bác. Sát chiêu mạnh nhất của y hoàn toàn không có chút tác dụng đối với cường địch trước mắt. Thật lợi hại! Không hổ danh là người am hiểu phòng thủ nhất Bắc Nguyên. Mộ Dung Cương, tên nhóc này từ lúc ra sân đến giờ không hề chủ động tấn công, bị động cho người ta đánh, nhưng thế công của hạo chấn trưởng lão lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Cổ tiên hai bên liên tục tháng phục. Thì ra, sau khi Phương Nguyên giết chết gia luật quần tinh, đối với chính đạo mà nói, đây quả thật là một đả kích vô cùng nặng nề. Để vãn hồi chuyện này, phấn chấn lòng người, Cung Nguyễn Đình lập tức khai thác biện pháp, dùng lời nói cổ động vị cổ tiên mạnh nhất mộ dung gia xuất mã. Chính là gã đàn ông trước mặt, thân hình được đúc bằng sắt, mộ dung cương. Lông mày sở độ cao lại. Hắn ta thở dài trong lòng, vừa giết một gia luật quần tinh lại đến một mộ dung cương. Những gia tộc hoàng kim này không hổ danh là bá chủ sừng sững nhiều năm, nội tình thực lực vô cùng hùng hậu. Lúc này, hạo chấn thua trận, sắc mặt xám trắng, thật hổ thẹn, làm trái sự dặn dò của đại trưởng lão. Sở độ an ủi vài câu. Phương Nguyên vừa đi không lâu, hắn ta lại lâm vào quẩn cảnh như trước. Hắn ta liếc nhìn quần tiên sau lưng, lại phát hiện không có tướng nào có thể điều. Theo ý ta, người mạnh nhất bên chúng ta chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngươi. Nhưng ngươi lại không thể ra sân. Ta thấy chi bằng gọi liễu trưởng lão về. Hung Đại Tiên lên tiếng đề nghị. Đề nghị này của lão ta lập tức nhận được lời phụ họa của rất nhiều cổ tiên. Không sai, thực lực của liễu trưởng lão thâm bất khả trắc, có thể giết chết mộ dung cương. Trước đó, liễu trưởng lão dễ dàng giết chết gia luật quần tinh, bây giờ giết chết thêm một mộ dung cương cũng không thành vấn đề. Liễu trưởng lão hóa thân thành kiếm giao thượng cổ, một ngụm long tức, uy lực phi phàm. Lúc này, ngay cả mộ dung cương trên chiến trường cũng lên tiếng, bá tiên, đừng điều động mấy tên tiểu nhân vật nào nữa. Có thể lọt vào mắt của ta, ngoài ngươi ra, cũng chỉ có một mình Liễu quán nhất. Bảo hắn ra đi, ta nhất định phải lãnh giáo long tức của hắn một chút. Đáng ghét. Dám xem thường chúng ta." Cừu lão ngũ phẫn nộ nói. Hạo chấn siết chặt hai tay, nếu hai người hợp chiến, chúng ta có thể thi triển phong lôi hống, giết bọn chúng không còn manh giác. Sau khi thấy được sự lợi hại của Phương Nguyên, hiện tại Hạo Chấn và Cừu lão ngũ đối với trị trí thái thượng trưởng lão thứ hai và thứ ba đã không còn gì bất mãn. Hạo Chấn cũng chỉ nói mà thôi, muốn giữ lại chút mặt mũi. Thật ra y cũng biết mặc dù uy lực phong lôi hống của hai người bọn họ mạnh mẽ, nhưng thi triển không dễ, cần hoàn cảnh an toàn nhất định. Cũng giống như trước đó, bách túc thiên quân tiến đánh động thiên hắc phàm bọn họ có cổ tiên bảo vệ xung quanh mới có thể thi triển phong lôi hống tất cả mọi người đều chờ mong phương nguyên xuất hiện lần nữa bên phía sở độ đều hy vọng phương nguyên thay bọn họ trọng chấn uy danh còn phía chính đạo thì hy vọng giết chết phương nguyên báo thù rửa hận cho gia luật gia là thứ yếu chủ yếu phải giết chết người này thì mới có thể vãn hồi lại mặt mũi cho gia tộc hoàng kim sở độ đương nhiên cũng hy vọng phương nguyên ra tay lần nữa nhưng Phương Nguyên không hề đáp lại. Đối với điều này, sở độ cũng chỉ có thể cười khổ chứ không có biện pháp gì tốt. Hắn ta và Phương Nguyên hoàn toàn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, địa vị ngang hàng. Phúc địa lan gia, mật thất vân thành. Phương Nguyên yên lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tập trung tinh thần vào trong tiên khiếu của mình. Hắn đã dung hợp tiên nguyên thanh đề, hiện tại chúng đang tinh luyện thành tiên nguyên hồng tảo. Thủ đoạn dung hợp này được lưu truyền rộng rãi, cũng không có gì mới mẻ gần như mọi người đều nắm giữ rất nhiều phàm cổ có con thì đứng im bất động phát ra ánh sáng có con thì không ngừng bay múa mỗi con đều có quỹ tích vận chuyển đặc biệt dưới tác dụng của những con cổ trùng này từng viên tiên nguyên thanh đề đang chậm rãi dung hợp lại với nhau mấy vạn tiên nguyên thanh đề đang chất đống trong cổ trận phàm cổ trải qua sự cố gắng không ngừng của phương nguyên trước đó bây giờ dưới đáy tiên nguyên thanh đề đã sinh ra một hai viên tiên nguyên hồng tảo sao sở độ lại gửi tin vẫn là mộ dung cương đây đã là bất cứ sáu rồi phương nguyên hơi phân tán tinh thần một chút chợt hắn gác lại phàm cổ tính đạo sang một bên ngay cả hứng thú đáp lại cũng không cái gì là đấu vó huyết chiến ta chẳng thèm quan tâm cút sang một bên dù sao phương nguyên gia nhập sở môn minh ước trên người rất rộng rãi ngoại trừ một số lợi ích căn bản vấn đề nguyên tắc ra cho dù hắn không muốn làm, hoặc đột nhiên hứng thú muốn làm, phản bội môn phái, tự thoát ly khỏi sở môn cũng không bị phản vệ. Bản chất của đại hội đấu võ huyết chiến là gì? Phương Nguyên hiểu, đây chỉ là một thỏa hiệp chính trị. Là sản phẩm mà hai vị cổ tiên bác chuyển bách túc thiên quân và dược hoàng cấu kết với nhau, muốn khống chế việc tranh đấu trong một phạm vi nhất định. Mục đích căn bản là bảo đảm lợi ích của hai bên không vượt qua ranh giới cuối cùng. Trong lòng dược hoàng rất rõ ràng, Bách Túc gia đã được tạo dựng lên, muốn tiêu diệt cũng không dễ, ít nhất dựa vào một mình ông là không được. Bởi vì bên trong đội hình của đối phương có một vị cổ tiên bác chuyển Bách Túc Thiên Quân. Chỉ cần ông ta còn tồn tại, Bách Túc gia vẫn còn vững như Thái Sơn. Trừ phi là Trường Sinh Thiên điều động trợ giúp cường đại, ví dụ như một vị cổ tiên bác chuyển. Khi ông nhận được Trường Sinh lệnh, ông cũng không muốn cho lắm. Ông chỉ cần một bàn giao với Trường Sinh Thiên là được. Bách Túc Thiên Quân cũng không muốn gây phiền phức. Ông vừa mới thành lập gia tộc, rất muốn sống êm gió lặng. Nhưng tình thế lại không cho phép. Ông chỉ có thể nuốt quả đắng, đối mặt với công kích liên hợp của thế lực Hoàng Kim. Tình huống như vậy là được rồi, còn đánh sống đánh chết thì không thể được. Sở độ nhìn đúng được hai phương diện. Hắn ta bởi vì cơ duyên xảo hợp bị xen lẫn vào trong, cho nên lớn mật nhảy một bước dài về phía trước, thành lập sở môn, lợi dụng uy thế bách túc thiên quân dò xét phản ứng chính đạo Bắc Nguyên. Nếu như có thể tiếp nhận, hắn ta sẽ tiếp tục phát triển sở môn, còn không thể tiếp nhận, vậy thì giải tán thôi, tổn thất không lớn, không quan trọng. Lập trường của trường sinh thiên là không muốn huyết mạch khác trộn lẫn vào chính đạo. Cho đến nay, Bắc Nguyên đều là gia tộc hoàng kim trong thiên hạ, càng không muốn nhìn thấy sở môn tồn tại. Truyền thừa sư đồ và truyền thừa gia tộc là hai tâm tư khác nhau. Giữa hai bên vẫn có sự cảnh giác, mẫn cảm lẫn nhau. Các cổ tiên Trường Sinh Thiên đều hiểu, một khi truyền thừa sư đồ được lưu truyền rộng rãi, nhất định sẽ trung chuyển thế lực tồn tại và lợi ích của gia tộc bọn họ. Trung Châu chính là ví dụ trước mắt, là minh chứng tốt nhất. Nhưng Trường Sinh Thiên chỉ muốn dựa vào một trường sinh lệnh đã muốn diệt trừ Liên Minh Sở Môn và Bách Túc gia, đúng là suy nghĩ hơi nhiều. Trừ phi bọn họ quyết tâm nhiều hơn, sai cường giả bắt chuyển xử lý bách túc thiên quân thì còn có thể. Thế giới này nói đến chính là thực lực. Hắc gia không có cổ tiên bác chuyển trấn thủ, mất tiên cổ ốc, chỉ dựa vào một lý do hoặc cái cớ đã khiến cho người một nhà gia tộc Hoàng Kim tiến đánh. Bách túc gia là người ngoài, không phải huyết mạch Hoàng Kim, nhưng có một vị bách túc thiên quân ở đó, tình huống sẽ khác. Thực lực, thực lực. Trong đầu Phương Nguyên vẫn quanh quẩn từ này. Tu vi thất chuyển. Đây là một thành tựu, nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là một điểm xuất phát mà thôi. Đại hội đấu võ huyết chiến không phù hợp với lợi ích của ta. Ta có tiên khiếu chí tôn, có thể chiếm đoạt tiên khiếu người khác, nhảy vọt tai kiếp, tăng trưởng tu vi, kéo chiến lực lên cao. Đây là một con đường tắt để tu hành, tràn đầy giết chóc và máu tươi. Nhưng, ta cảm thấy rất tốt. Ta cần hỗn loạn, càng hỗn loạn càng tốt nhưng loạn chiến ngũ vực còn cần đến 400 năm nữa. Quá lâu, ta không chờ được lâu như vậy. Phải nghĩ cách để bọn họ đấu với nhau. Đại hội đấu võ huyết chiến quá ôn hòa, có thể chết bao nhiêu người chứ? Không chế thì sẽ không có tiên khiếu phúc địa. Còn có liên minh bốn dị tộc phái lan gia. Nếu để cho đám cổ tiên nhân tộc biết được, sẽ có phản ứng gì? Đáng tiếc, ta đang có minh ước trên người. Mặc dù có tiên cổ bất và tiên cổ quan tâm, nhưng chỉ trị được ngọn không trị được gốc Cũng khó làm Phương Nguyên chỉ sợ thiên hạ bất loạn Những suy nghĩ âm u nguy hiểm lần lượt nổi lên trong đầu Phương Nguyên chẳng có ý định đến Bình Nguyên huyết chiến Đồng môn chờ mong Địch nhân chỉ tên khiêu khích thì làm được cái gì Phương Nguyên giết chết một gia luật quần tinh Cũng đã phải hao hết tâm tư Động tác chỉ cần chậm một chút sẽ không còn cơ hội Ba tiên cổ ốc của bọn họ chỉ để bài trí thôi sao nhất là mộ dung cương kia người toàn xương cứng phương nguyên đánh bại gã cũng chẳng dễ dàng gì dứt lại càng khó hy vọng rất xa vời giao chiến đến nay bên phía sở độ tổn thất khá nhiều còn tổn thất nhân thủ phía chính đạo còn chưa đến một phần ba hắc hắc trong đó nhất định phải kèm theo môn phái đấu đây là thứ mà cổ tiên chính đạo rất thích chơi phương nguyên đầu tiên nghĩ đến việc đến nam cương mấy ngày qua hắn điều chỉnh kế hoạch tu hành gần như mỗi ngày đều phung phí thời gian và tinh lực luyện chế phàm cổ mộng đạo cũng là để chuẩn bị cho mộng cảnh siêu cấp ở nam cương nhưng hắn lại nghĩ đến cảm thấy cơ hội đại hội huyết chiến lần này thật sự rất hiếm có cộng thêm bên phía nam cương đang bị chính đạo chiếm cứ còn trải cổ trận siêu cấp nghiêm phòng tử thủ phương nguyên muốn trà trộn vào sẽ rất khó trước mắt hoàn toàn không có đầu mối nào bởi vậy phương nguyên đã dung hợp toàn bộ tiên nguyên thanh đề thành tiên nguyên hồng tảo sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi phúc địa lan gia đến địa bàn lưu gia hắn muốn làm chút chuyện xấu bắc nguyên trận cốt tán nơi này là khu vực bạch cốt khi cốt chằng chịt đắp lên cùng một chỗ có xương cốt rất lớn giống như ngọn núi có xương cốt lại rất nhỏ đặt bên cạnh chân cũng không khiến người ta chú ý đa số xương cốt đều có màu trắng phơi gió phơi xương da thịt đã bị thiên nhiên tiêu hóa hết chỉ còn lại xương cốt khắc ấn sự cường đại của hoang thú, hoang thú thượng cổ khi còn sống. Nhưng cũng có một số xương cốt mang theo màu sắc rất lạ. Có cái màu trắng, chiếu sáng rực rỡ, có cái màu tím, tản ra khói độc. Cổ Tiên Lưu Dũng rất để ý chuyện này. Y là huyết mạch hoàng kim, cổ tiên nô đạo lục chuyển của Lưu gia. Lúc này, y đang khống chế 6 con chó cốt giáp hoang thú di chuyển giữa những bộ xương tìm kiếm mục tiêu liên quan đến nguyên nhân hình thành trận cốt tán lời đồn không giống nhau có người nói trong thời kỳ thượng cổ hai vị đại năng nô đạo kịch chiến với nhau vì thế mới có rất nhiều hoang thú hoang thú thượng cổ chết ở đây cũng có người nói đây là một nghĩa địa cốt quái rất nhiều cốt quái cảm thấy đại nạn sắp đến liền tìm một chỗ chôn giấu mình có người phỏng đoán một vị đại tông sư luyện đạo bắc nguyên thời kỳ thái cổ đã đặc biệt thiết lập kỳ địa luyện cổ ở đây Trải qua thương hải tan điền, tất cả đã dần dần trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Bất kể nói như thế nào, chính giữa trận cốt tán có rất nhiều thi cốt hoang thú, hoang thú thượng cổ còn tồn tại. Lưu gia quản lý nơi này, dụng tâm kinh doanh, bố trí nơi này thành một nơi sản xuất cổ trùng cốt đạo. Hàng năm, Lưu Dũng sẽ mượn chỗ này, lựa chọn xương cốt thích hợp bổ sung làm cốt giáp bên ngoài cho chó cốt giáp của y. Bạch cốt này dường như là xương rắn, mà lại là xương sụn, không thể dùng. Nuốt xuống đi. Cốt giáp rất mềm, một chút năng lực phòng hộ cũng không có. Đây là cổ độc. Chó cốt giáp không kháng được độc, ăn vào là chết ngay. Cục xương này không tệ, hình như là xương cốt của hoang thú thằng làng sắt. Mặc dù không thuộc loại cứng nhất, nhưng cũng không tệ, trọng lượng cũng có thể tiếp nhận. Lưu Dũng tuần sát một lát, càng lúc càng có thêm nhiều phát hiện. Cuối cùng, y thả sáu con chó cốt giáp mà y ưa thích xuống sáu chỗ còn y thì nằm trên một cái xương đầu rất lớn ngửa mặt lên bầu trời hôm nay thời tiết rất tốt trời trong gió nhẹ y nhìn bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây nhưng ánh nắng lại không quá gắt gió nhẹ mơn trớn gương mặt của y khiến cho y có cảm giác không tệ nhìn bầu trời bên ngoài lưu dũng dần dần cảm thấy nhàm chán sao cổ trùng tình báo của gia tộc bỗng nhiên y cao mày hai mắt tỏa sáng, phát hiện được đồ thú vị. Y vội vàng tập trung tinh thần tiến vào tiên cứu của mình, vào bên trong con cổ trùng tính đạo. Nội dung bên trong con cổ trùng thuật lại tình huống lưu gia mấy tháng gần đây, ở mọi phương diện đều có tiến triển đáng mừng. Sau đó còn có một số lời đồn, động tĩnh mới nhất của cường giả. Cuối cùng, trọng điểm trình bày tình huống phát triển của đại hội đấu võ huyết chiến. Mộ Dung Cương chiến thắng liên tiếp 8 người. Đúng là lợi hại nhưng cứ cách mỗi trận lại phải tu hành một canh giờ để khôi phục, không giống gia luật quần tinh trước đó, tiếp nhận khiêu chiến không gián đoạn. Nghe nói, mặc dù thủ đoạn phòng hộ của mộ dung cương rất mạnh, nhưng tiên nguyên tiêu hao cũng không ít. Hai, nhắc đến gia luật quần tinh, đúng là đáng tiếc, lại bị thái thượng nhị trưởng lão sở môn đánh lén giết chết, đúng là hèn hạ. Lưu gia thân là gia tộc Hoàng Kim, thế lực chính đạo, đương nhiên khi tuyên truyền tin tức phải trộn lẫn lập trường và lợi ích chính trị của bản thân mặc dù không thay đổi nội dung nhưng thủ pháp ghi chép khác biệt cũng mang lại cho người ta cảm giác khác biệt rất lớn ví dụ như trên địa cầu có ghi khi thắng khi bại và khi bại khi thắng vị trí của hai từ này chỉ đổi qua đổi lại một chút nhưng cảm giác sẽ không giống nhau nói tóm lại khi trình bày thực lực cường đại nắm giữ được kiếm dao biến thượng cổ của phương nguyên thủ pháp ghi chép đã khắc họa hình tượng vô sĩ hèn hạ âm hiểm của phương nguyên thân phận liễu quán nhất của phương nguyên tuyệt đối là nhất chiến thành danh nhưng đương nhiên là tiếng xấu cổ tiên bắc nguyên không ai không biết không người không hay đám người phượng tiên thái tử bách túc thiên quân đều rõ ràng thậm chí ở trung châu mà còn biết đến tên liễu quán nhất sau khi biểu đạt sự oán giận và khinh thường của mình với đối phương lưu dũng nghĩ đến mình không khỏi than thở ta tu hành nô đạo đơn đã độc đấu không thích hợp với ta từ khi nào ta có thể có được uy phong trên đại hội đấu võ huyết chiến chứ? Nói không chừng có một ngày ta có thể đánh bại liễu quán nhất, gãy nhẹ bá tiên sở độ. Lúc đó sẽ uy phong đến cỡ nào? Trong lúc suy nghĩ của Lưu Dũng đang bay múa, một tiếng nổ thật mạnh vang lên. ầm ầm Toàn bộ mặt đất đều lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra thế? Xương đầu to lớn của Lưu Dũng cũng bị chấn động, từ trên sụp xuống. Lưu Dũng vội vàng bay lên, Lơ lửng trên không trung, mở to hai mắt, Hoài Nghi nói, đây là cổ trận phòng ngự bị công kích. Có người có thể công kích nơi này sao? Đây chính là địa bàn của Lưu gia ta. Nghĩ đến đây, Lưu Dũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Lưu gia ta đường đường là thế lực chính đạo, gia tộc Hoàng Kim, chiếm cứ Bắc Nguyên, hùng bá một phương. Nhất là gần đây, gia tộc ta tham gia vào việc lật đổ Hắc gia, ngay cả sở độ cũng bị nhắm vào bây giờ lại có người công kích địa bàn Lưu gia ta ai cho hắn lá gan đó quả thật to gan lớn mật Lưu Dũng giận dữ trong lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn cũng may lần này ta đến đây dùng xương cốt nuôi chó giáp cốt của ta hắc kẻ tấn công này đúng là không may đụng phải ta a à. sau một khắc Lưu Dũng đã gặp được người xâm nhập không chuẩn xác mà nói là một con dao long kiếm dao thượng cổ nó có cặp mắt tái nhợt, sừng bén nhọn chỉ lên trời, vẫy rồng màu bạc sáng chói, trảo rồng dữ tợn, đuôi rồng tráng kiện hữu lực, từng chiếc răng rồng mang đến cho người ta cảm giác rét lạnh, khiến Lưu Dũng nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái. Ồ, nơi này còn có người của Lưu Gia. Xem ra vận khí liễu quán nhất ta không tệ. Kiếm giao thượng cổ biết nói tiếng người, mắt rồng bắn ra sát ý mãnh liệt. Liễu quán nhất. Lưu Dũng như phát mộng. Lúc này, y chính là lệ rơi đầy mặt. Trái tim nhảy lên điên cuồng, toàn thân không khỏi run nhẹ nhẹ. Lưu Dũng hô to trong lòng, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Lưu Dũng, ngươi có thể làm. Sau đó, một âm thanh đồng thời kêu to trong đầu y, bình tĩnh cái rắm. Đối phương là liễu quán nhất đấy. Ngay cả gia luật quần tinh cũng chết trong tay hắn. Hắn là loại người hèn hạ, vô sĩ, âm hiểm xảo trá. Ta chẳng qua chỉ là một cổ tiên lục chuyển nho nhỏ mà thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi, liễu quán nhất chính là thái thượng nhị trưởng lão của sở môn, mà sở môn không phải tự xưng là chính đạo sao? Như vậy liễu quán nhất cũng là cổ tiên chính đạo. Hắn thân là chính đạo, sao có thể vô duyên vô cớ ra tay với đồng đạo được? Mưu tài sát hại tính mạng là chuyện mà ma đạo mới làm. Lưu Dũng cố gắng phân tích. Cùng lúc đó, một âm thanh khác cũng điên cùng gào thét vậy ngươi nói cho ta biết sao liễu quán nhất không tham gia đại hội huyết chiến đi chạy đến chỗ chúng ta làm gì hắn phá vỡ cổ trận phòng ngự của lưu gia ác ý rõ ràng như thế còn có thể muốn làm gì mặc dù trong tên của lưu dũng có mang một chữ dũng nhưng lúc này một chút dũng khí cũng không có miệng cà lăm đầu lưỡi rung lên vì sao liễu liễu đại nhân lại chạy đến lưu lưu gia Đương nhiên là Phương Nguyên cố ý kéo dài giọng. "Là, là cái gì?" Lưu Dũng hỏi. Nhưng trả lời y không phải là Phương Nguyên mà là một luồng long tức. Long tức của kiếm giao thượng cổ đã được dung hợp tiên cổ long tức thất chuyển, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nửa người trên của Lưu Dũng bay thẳng. Máu tươi phun ra ngoài, rơi xuống thi cốt màu trắng bên dưới, thể hiện rõ sự bi ai và thê lương của kẻ yếu. Sau đó, hai nửa cơ thể đều rơi xuống mặt đất gương mặt vẫn còn ngưng lại biểu hiện trước khi chết, cặp mắt vẫn còn mở to đến căng tròn. Hạng người vô năng. Nhưng cũng không có gì lạ. Gia tộc Hoàng Kim hùng cứ nhiều năm, nội bộ không thể tránh khỏi việc xuất hiện những phần tử mục nát, cũng giống như 10 đại cổ phái Trung Châu. Phương Nguyên nhận xét. Cây cối càng lớn, cành lá càng rậm rạp, lại càng khó tránh khỏi việc trộn lẫn những rễ lá héo ú bên trong. Gâu gâu gâu. Sáu con chó cốt giáp vẫn nộ sủa Phương Nguyên. Mặc dù chủ nhân đã chết, nhưng bọn chúng vẫn nhớ chủ của mình, toàn bộ chạy đến bao quanh hai nửa thi thể của chủ nhân, hộ vệ trung thành, giống như còn chờ mong chủ nhân phục sinh lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên đánh giá Lưu Dũng cao hơn một chút, xem ra việc nuôi dưỡng hoang thú vẫn còn có chút đáng nói. Tiếc là không có trí tuệ của tiên, chỉ là sáu con hoang thú thì có thể làm được gì? Phương Nguyên cười lạnh, sau đó đáp xuống. Trận chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau nửa canh giờ, trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên có thêm 6 con chó cốt giáp bị đánh ngất. Những con hoang thú này đến rất đúng lúc. Phương Nguyên còn đang định dựa vào hoang thú chó, sử dụng phân và nước tiểu của bọn chúng để nuôi dưỡng tiên cổ vận. Ngoài ra còn có rất nhiều thi cốt hoang thú, hoang thú thượng cổ, nhiều vô số kể, giá trị cực cao. Phương Nguyên tạm thời ném loạn vào trong tiên khiếu chi tôn. Cuối cùng là nửa thi thể bên dưới của Lưu Dũng, phần bụng vẫn còn tiên khiếu, phương nguyên tạm thời phong ấn lại phúc địa tiên khiếu nô đạo rất thích hợp cho phương nguyên chiếm đoạt ngoài ra còn có hồn phách lưu dũng sau khi trúng một luồng long tức của phương nguyên hồn phách của lưu dũng vẫn còn nhưng rất yếu mặc cho phương nguyên bắt đi phương nguyên rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân lưu dũng là cổ tiên nô đạo muốn khống chế hoang thú tất nhiên phải cần nội tình hồn phách cường đại hỗ trợ phương nguyên nhanh chóng rời khỏi hiện trường Tốc độ hành động của hắn cực nhanh. Chỉ để lại cổ trận phòng ngự bị tàn phá không chịu nổi, cổ cốt tán trống rỗng và nửa thi thể trên chết không nhắm mắt của Lưu Dũng. Địa điểm kế tiếp chính là hố tuyền quang của Lưu gia. Phương Nguyên liếm khóe miệng, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn. Hắn giết người nhưng lại không nghĩ đến việc rút lui, còn muốn chơi tiếp. Tục ngữ có nói, hung khí nơi tay, sát tâm dễ có. Phương Nguyên trở thành cổ tiên thất chuyển, lại có kiếm giao biến chiến lực tăng lên rất nhiều, khiến cho hắn bắt đầu có chút vô pháp vô thiên. Vèo Một bóng người bay nhanh trên bầu trời, phát ra âm thanh bén nhọn. Chính là Phương Nguyên. Lúc này hắn vẫn giữ hình dáng kiếm giao thượng cổ, nhờ tiên cổ kiếm độn mà phi hành với tốc độ rất nhanh. Tốc độ rất khủng khiếp. Khi giết chết gia luật quần tinh, các cổ tiên dường như còn chưa kịp phản ứng với tốc độ của hắn. Đương nhiên, khi đó hắn bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người. Bây giờ tốc độ của Phương Nguyên đã giảm xuống, so với tốc độ tối đa thì kém hơn rất nhiều. Dù vậy cũng vẫn còn rất mạnh mẽ. Tốc độ như vậy cũng đã đứng đầu trong giới của tiên Bắc Nguyên. Đương nhiên, ta vẫn còn chưa so sánh được với hồi phong tử, nhưng sở độ thì đã bị ta bỏ xa. Hồi phong tử am hiểu nhất chính là di chuyển, danh xưng đệ nhất Bắc Nguyên. Không tính số ẩn tu, hồi phong tử hoàn toàn xứng đáng được nhận danh xưng này bởi vì đã từng có cổ tiên bác chuyển đuổi giết hắn ta mà không được so sánh với phương nguyên vẫn có sự chênh lệch mặc kệ là tốc độ hay là tính linh hoạt tất cả đều như vậy về phần sở độ lúc trước sở độ thôi động khi so sánh với tiên cổ kiếm độn tốc độ bay thẳng nhanh hơn nhưng bây giờ phương nguyên đang nghe truyện trên tv audio cv biến thành kiếm giao thượng cổ tốc độ phi hành của kiếm giao vốn đã nhanh bây giờ lại được đạo ngân tăng phúc khiến cho tốc độ của phương nguyên vượt qua sở độ càng đừng đề cập đến sát chiêu tiên đạo của sở độ có một nhược điểm rất lớn chính là chỉ có thể bay thẳng mà không thể chuyển hướng tính linh hoạt rất kém nếu so sánh với cổ tiên bác chuyển thì như thế nào trong lòng phương nguyên xuất hiện một câu hỏi nhưng rồi hắn lại lắc đầu cổ tiên bác chuyển nào cũng đều thâm bất khả trắc muốn truy sát phương nguyên hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm có lẽ ban đầu bộc phát tốc độ còn kéo dài được một khoảng cách nhưng về sau bay càng dài tốc độ phi hành sẽ giảm xuống mà thủ đoạn truy sát lại không chỉ dựa vào tốc độ cổ tiên bác chuyển có thủ đoạn rất phong phú tất nhiên cũng sẽ có cách khác như cổ trận truyền tống xạ kích ta vừa mới phá hủy trận cốt tán của lưu gia còn giết chết cổ tiên nô đạo lưu dũng khi lưu dũng còn sống đã thông báo cho gia tộc thế lực siêu cấp lưu gia nhất định sẽ điều động cổ tiên truy sát ta nhưng những cường giả tạm được của Lưu Gia đều đã đi tham gia đại hội đấu võ huyết chiến. Còn một số cổ tiên khác thì trấn giữ tại một số điểm tài nguyên của gia tộc hoặc giải quyết sự vụ của gia tộc. Việc điều động nhân thủ không dễ dàng, nhất là phải điều tra để đối phó cường giả như liễu quán nhất thì phải cần thời gian. Sau khi bọn họ đến trận cốt tán, muốn truy đuổi ta cũng cần một khoảng thời gian nữa. Bọn họ hẳn là không ngờ đến ta không rút đi mà còn đánh chủ ý vào hố tuyền quan của bọn họ nói không chừng lưu gia lại còn phải hao phí thêm thời gian để đuổi theo cộng lại thời gian cũng đủ cho ta ăn sạch hố tuyền quang khi phương nguyên tu hành hắn vẫn luôn thu thập tình báo bên ngoài đầy đủ những điểm tài nguyên được bố trí bên ngoài của lưu gia gần như tất cả mọi người đều biết có đôi khi cổ tiên lưu gia để tuyên dương thực lực hùng hậu của bổn gia cũng sẽ chủ động bại lộ tin tức về phương diện này cũng giống như trận cốt tán sản xuất cổ trùng phàm cấp bao nhiêu kiếm được lợi nhuận bao nhiêu. Phương Nguyên đã sớm cảm thấy hứng thú với hố tuyền quang của Lưu Gia rồi. Nguyên nhân là vì cổ thái độ. Muốn nuôi cổ thái độ cần rất nhiều quả lưu quan. Số chuyển tiên cổ càng cao, thời gian cho ăn lại càng dài, nhưng số lượng mỗi lần cho ăn lại rất lớn. Trước đó, Phương Nguyên đã mua rất nhiều quả lưu quan bên trong bảo hoàng thiên, vung trồng bên trong phúc địa chí tôn, dùng quả nuôi quả hiện tại hắn cần là rất nhiều phàm cổ huyễn quan thả vào quả lưu quan tăng trưởng cực quan cực quan dày đến cực hạn sẽ ngưng tụ thành quả lưu quan hoàn toàn mới mặc dù hiệu suất phương pháp này không cao nhưng tương đối đơn giản dễ dàng cho phương nguyên nắm giữ hồ tuyền quan có rất nhiều quan cổ ví dụ như như cổ tuyền quan cổ phản quan cổ tá quan cổ hồi quan các loại quan cổ có màu sắc như cổ lam quan cổ hồng quan cổ hắc quang cổ huyển quang cũng là một trong số đó phương nguyên tranh thủ từng giây bây giờ hắn đánh cỏ động rắn mỗi một giây đều rất trân quý đằng trước có một tầng mây trong mắt kiếm giao thượng cổ hiện lên sự vui mừng lúc này hắn đã sắp đến hố tuyền quang một đám mây thật lớn xuất hiện là để che giấu hành tung của phương nguyên vận khí không tệ đúng lúc có một tầng mây nếu cổ tiên lưu gia phòng ngự hố tuyền quang hơi khinh thường một chút nói không chừng còn có tác dụng tập kích. Trong lòng Phương Nguyên mang theo chờ mong xông vào trong tầng mây. Tầng mây dày đặc nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể kiếm giao thượng cổ. Nhưng sự thật không tốt như Phương Nguyên đã dự đoán. Trong hố tuyền quang, cổ tiên lưu gia là Lưu La bỗng nhiên giật mình, trợn tròn hai mắt, có địch. Mặc dù cổ tiên Lưu La đã gần 200 tuổi nhưng diện mạo lại giống như đứa bé gái còn nhỏ, hai mắt căng tròn linh động, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn. Phấn nội đáng yêu khiến người ta phải thương tiếc. Nàng ta là cổ tiên Lưu Gia trấn thủ hố Tuyền Quang, lúc này biểu hiện vô cùng cảnh giác. Tất cả chỉ vì sự cảnh báo của Lưu Dũng. Hiện tại tất cả cổ tiên Lưu Gia đều được thông báo, người nào cũng lên dây cót chờ đợi. Cổ trận phòng ngự bên trong hố Tuyền Quang cũng không có tiên cổ. Kiếm giao thượng cổ của Phương Nguyên rất dễ dàng xé mở phòng hộ, trùng sát vào. Quả nhiên là liễu quán nhất hắn không rời đi mà là đánh tới hố tuyền quang của ta nhìn thấy kiếm giao thượng cổ dữ tợn lưu la vừa sợ vừa giận ta không thể trốn tốc độ của ta không phải là đối thủ của kiếm giao thượng cổ cũng may trước đó ta đã gieo rất nhiều hạt giống ở đây ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi viện binh ca ca mau đến cứu muội lưu la nhanh chóng phân tích cùng lúc đó miệng bà ta khẽ quát một tiếng mặt đất hố tuyền quang bỗng nhiên bị phá vỡ Mấy chục luống dây leo như rắn như rồng chui ra. Tiếp theo, rất nhiều chồi non xanh biếc không ngừng mọc lên, càng dài càng lớn. Chỉ một lát đã hình thành một khu rừng cổ mục. Lưu La biến mất trong khu rừng không còn thấy đâu. Xem ra đã có phòng bị. Phương Nguyên chỉ hơi hoảng hốt một chút. Hắn chỉ vừa nhìn thấy Lưu La, lập tức Lưu La đã biến mất bên trong cảm giác của Phương Nguyên. Một đạo lục chuyển. Nhưng khu rừng rậm này ngược lại có dụng tâm xử lý cũng hơi phiền phức. Mặc dù phương nguyên rất mạnh, nhưng muốn gặm cục xương cứng này cũng không dễ dàng. Bởi vì khu rừng này rõ ràng là một sát chiêu chiến trường tiên đạo. Lưu La chỉ là cổ tiên lục chuyển, nhưng lại có được sát chiêu chiến trường. Điều này không đúng với lẽ thường. Nhưng Phương Nguyên cũng không suy nghĩ nữa. Từ hồn phách của Lưu Dũng, hắn thu được không ít tin tức. Lưu Gia có hai anh em Lưu Trường, Lưu La. Nhờ có cha chú phù hộ, dẫn đến cả hai người đều thành tựu cổ tiên. Lưu Trường là cổ tiên thất chuyển, chiến lực không kém gia luật quần tinh. Nhưng lần này, hắn ta còn phải tiêu diệt bầy quái thú bùng đang xông vào vũng bùng Lưu Gia, cho nên không cách nào bước ra được. Chiến lực Lưu Gia rất mạnh, địa vị rất cao, nhất là Lưu Gia không có cổ tiên bác chuyển. Lưu Trường từ nhỏ đã chăm sóc em gái mình Lưu La rất tốt, vô cùng yêu thương, ngay cả thọ cổ cũng cho Lưu La luôn sát chiêu chiến trường một đạo này cũng là lưu trường mưu đồ cho lưu la là ác chủ bài bàn thân cường đại của lưu la phương nguyên suy nghĩ một chút cũng không đối phó với khu rừng cổ một mà trực tiếp vét hết cổ trùng bên trong cái hố khổng lồ rất nhiều cổ trùng bị hắn đóng gói vào trong tiên khiếu chí tôn lưu la kinh hồn tán đảm nhìn xem nghiến răng nghiến lợi liễu quán nhất cướp bóc trước mặt nàng ta khiến cho vị nữ tiên bình thường tự cao tự đại cảm thấy nhục nhã và tức giận vô cùng Liễu quán nhất này đúng là gan to bằng trời. Giám giết của tiên Lưu Gia Ta thì chưa tính, còn muốn tiếp tục cướp tài nguyên tu hành của Lưu Gia Ta. Đáng hận thực lực của ta không đủ. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi không chịu nổi. Lưu La co đầu rụt cổ bên trong sát chiêu chiến trường, từ đầu đến cuối không dám lộ ra chân thân. Mãi cho đến khi phương nguyên ngên ngang rời đi, nàng ta cũng không ló đầu ra. Không bao lâu sau, trên bầu trời sáng lên một luồng ánh sáng trắng ánh sáng chói mắt, đè ép cả ánh nắng mặt trời. Luồng ánh sáng đáp xuống, ngưng tụ thành một nam cổ tiên. dáng người hắn ta cao ráo, mặt như đế sỏ dày, mắt nhỏ như hạt đậu, gương mặt tràn ngập vẻ nôn nóng và tức giận. Ca ca. Lưu la nhìn thấy người này, lập tức hiện thân giữa khu rừng cổ mộc, vô cùng vui vẻ. Muội tử, muội không có việc gì thì tốt rồi. Ca ca lo lắng gần chết. Người đến là Lưu Trường hắn ta nhìn thấy lưu la không có việc gì trong lòng ổn định lại lo lắng trên gương mặt chuyển sang vui mừng lưu la cũng rất vui vẻ nhưng nàng ta vẫn cẩn thận như cũ ca ca chúng ta trước đối ám hiệu muội sẽ để cho ca tiến vào ám hiệu không sai lưu trường bước vào sát chiêu chiến trường hai huynh đệ ôm chặt lấy nhau mùi muội lần này muội bị dọa sợ sao không cần sợ ca ca đến rồi ca ca cái tên liễu quán nhất kia quá ghê tởm, dám vơ vét hết cổ trùng trong hố tuyền quang, một con cũng không để lại. Lần này mùi phòng thủ thất bại, chỉ sợ sẽ bị gia tộc trừng phạt. Không sao, không sao. Có ca ca ở đây, bảo vệ cho muội muội không cần sợ. Ngoan. Ca ca sẽ xả giận cho muội Lưu Trường Triều mến nhìn em gái của mình, cho dù em gái của hắn ta đã gần 200 tuổi. Hắn ta xoa đầu Lưu La, tiếp tục an ủi, chờ ca ca giết chết tên xấu đó sẽ xả được cơn giận này cho muội trên thực tế hắn ta là người lưu gia đặc biệt điều động truy nã phương nguyên chiến lực của lưu trường cùng một cấp độ với gia luật quần tinh hắn ta tu hành quan đạo na di rất nhanh tiến thoái tự nhiên một khi cổ tiên nào có ưu thế về phương diện tốc độ, thông thường sẽ chiếm cứ thế chủ động, là đánh hay lui đều do tâm ý của mình. Khi hai huynh muội đang nói chuyện, có cổ tiên lưu gia khác đến lần này Phương Nguyên giết chết Lưu Dũng, cướp tài nguyên Lưu Gia, khiến cho trên dưới nhà họ Lưu đều rất tức giận. Không chỉ sai Lưu Trường, mà còn có thêm hai vị cổ tiên hỗ trợ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trời ơi, hố tuyền quan của tộc ta đã bị liễu quán nhất cướp hết không còn. Giết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Nếu không, không đủ làm dịu cơn giận của Lưu Gia ta. Hai vị cổ tiên mới đến đều rống giận gào thét. Đừng kêu gào nữa kêu to như thế dọa muội muội ta sợ thì làm sao lưu trường ngẩng đầu rống lại hai vị cổ tiên lưu gia hiểu rõ tính tình của lưu trường vội vàng hạ thấp giọng nói trong đó có một người thi triển thủ đoạn điều tra rất nhanh phát hiện hành tung của phương nguyên hắn chạy đi đâu chúng ta mau đuổi theo các ngươi đi trước ta muốn hộ tống muội muội ta về lưu trường nói hai vị cổ tiên còn lại ngẩn ra đã đến rồi còn chờ đến khi nào nếu không đuổi theo sẽ không đuổi kịp. Vậy nếu chẳng may cái tên Liễu Quán nhất kia chạy về, tổn thương muội muội ta thì làm sao bây giờ? Muội muội ta mất một cộng lông, ta sẽ sống chết với các ngươi." Lưu Trường trố mắt kêu to. "Vẫn là ca ca tốt nhất." Lưu La nhảy cẩn lên không thôi. Hai vị cổ tiên Lưu gia nhìn nhau, đều nhìn thấy sự đắng chát trên mặt của nhau. Dựa theo những gì mà Lưu Dũng biết, nếu Lưu gia muốn đuổi theo ta, nhất định sẽ là Lưu Trường nhưng đối phương là cổ tiên quan đạo cho dù ta giết hắn ta tiên khiếu phúc địa tạm thời không chiếm đoạt được cần chi phải liều lĩnh phiêu lưu như thế phương nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ một đường lao vùng vụt hướng tây vừa bay hắn vừa sư hồn hồn phách lưu dũng lần này phương nguyên muốn rút lui tiếp tục náo loạn thời gian tuyệt đối không đủ cũng không cần thiết sống chết với cổ tiên lưu gia làm như vậy phong hiểm lớn mà lợi ích lại nhỏ một đường bay đi, Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn thúc giục tiên cổ kiếm độn. Không thể không nói, tiên nguyên hồng tảo đúng là dùng bền. Nếu là lúc trước, chỉ có tiên nguyên thanh đề, Phương Nguyên nào dám phung phí thời gian dài như vậy? Nhưng vượt quá dự kiến của Phương Nguyên, toàn bộ quá trình rút lui, hắn không nhìn thấy bóng dáng của cổ tiên lưu gia. Hắn không biết, lưu trường vì muốn hộ tống em gái trở về mà trễ nải rất nhiều thời gian, có muốn đuổi theo Phương Nguyên cũng không đuổi kịp còn hai vị cổ tiên lưu gia khác đúng là đã có đuổi theo từ trước nhưng cũng vẫn không đuổi kịp sau khi phương nguyên tiến vào đồi thái khâu hai vị cổ tiên lưu gia này cũng chỉ có thể trùng bước thông qua cổ trận phương nguyên về đến phúc địa lan gia phương nguyên về rồi mao lục lập tức nhận được tin tức tâm trạng của gã vô cùng phức tạp bởi vì bây giờ gã đã nhận được tin tức phương nguyên giết chết gia luật quần tinh Quan trọng là Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, sử dụng chiến lực của mình chứ không phải thượng cực thiên ưng. Tại sao sức chiến đấu của hắn lại tăng vọt nhiều như vậy? Gần đây, biểu hiện của hắn luôn vội vàng trước khi rời đi. Ra ra vào vào, không biết đã làm cái gì rồi. Tâm trạng Mao Lục rất bất an. Nhìn thấy Phương Nguyên bận rộn như vậy, gã cả có cảm giác mình giống như đang nhìn theo bóng lưng của Phương Nguyên, nhìn hắn phi nhanh trên đường lớn. Mao Lục rất muốn kéo Phương Nguyên xuống rất muốn bóp chết sự phát triển của Phương Nguyên, nhưng gã bất lực. Mỗi khi gã nghĩ đến Phương Nguyên có thượng cực thiên ưng hộ thân, gã không khỏi tức giận. Chiến lực bác chuyển Mao Lục không biết chân tướng, chỉ có thể gửi hy vọng ở việc thiên tinh của Phương Nguyên thưa thất, khó mà nuôi nấng thượng cực thiên ưng. Tốt nhất là nên để cho con thượng cực thiên ưng kia chết đói đi. Mao Lục chỉ có thể nghĩ như vậy. Thiên tinh đúng là không đủ. Phương Nguyên trở lại Vân Thành, khi kiểm tra tiên khiếu của mình, trong lòng thở dài một tiếng. Suy nghĩ của Mao Lục đúng là có đạo lý riêng của nó. Thiên tinh là tiên tài bác chuyển, rất ít người bán bên trong bảo hoàng thiên. Ban đầu dự trữ của phương nguyên đã không đủ. Một phần lớn là dùng tài nguyên đổi lấy từ bách túc thiên quân. Thượng cực thiên ưng đang nhanh chóng trưởng thành, dự trữ thiên tinh đã nhanh sắp thấy đấy. Không sao, trước dùng điểm cống hiến đổi một ít, sau đó thi triển sát chiêu tiên đạo lên người thượng cực thiên ưng trì hoãn tốc độ phát triển của nó trong chân truyền hắc phàm có thủ đoạn có thể giúp cho thượng cực thiên ưng trưởng thành thật nhanh thì cũng sẽ có phương pháp hiệu quả tương phản nhưng tạm thời phương nguyên vẫn hao phí một số điểm cống hiến đổi lấy thiên tinh phương nguyên còn chưa thuần thục sát chiêu này hắn cần phải diễn luyện nhiều lần nếu thi triển thất bại không chỉ có hại cho phương nguyên mà còn tạo thành thương tích cho thượng cực thiên ưng Thứ hai, sát chiêu tiên đạo này cần thời gian thôi phát ba ngày mới công thành. Mà thời gian của Phương Nguyên lại không đủ. Phương Nguyên trở về rồi đi ngay. Lợi dụng cổ trận truyền tống siêu cấp, hắn lại đến một góc khác của Bắc Nguyên. Không thể không nói, địa linh Lan Gia bố trí cổ trận siêu cấp này thật sự quá thuận tiện. Phương Nguyên không có định tiên du, nhưng sử dụng cổ trận này cũng có thể giúp Phương Nguyên hưởng được lợi giống như định tiên du hắn lựa chọn một nơi không có người liền ném thi thể Lưu Dũng ra ngoài. Sau khi hạ xuống tiên khiếu, Phương Nguyên tiến vào bên trong. Địa linh Lưu Dũng là một con chó lông quăng màu đen, yêu cầu nhận chủ là gom được 20 con hoang thú chó cho Phúc Địa. Phương Nguyên làm được rất dễ dàng. Vài ngày sau, hắn thuận lợi chiếm đoạt tiên khiếu Phúc Địa, bên trong tiên khiếu chí tôn lại tăng thêm một khu vực. Nói đến, thời gian gần đây Phương Nguyên chiếm đoạt tiên khiếu không phải ít. Toàn bộ không gian tiên khiếu chí tôn đều tăng lên. Bởi vì tiên khiếu chí tôn vốn đã lớn, không gian tăng lên cũng không đáng chú ý. Nhưng có một thay đổi rõ rệt, chính là địa linh. Bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã có hơn 10 địa linh. Linh xà, tinh hạch, chó đen tùy ý tản ra từng vị trí bên trong tiên khiếu chí tôn. Bọn chúng đều quản lý khí hậu một phương. Phương Nguyên đã lưu lại không ít tiên nguyên cho bọn chúng, còn có cổ trùng rất nhiều tiên nguyên là bản thể của bọn chúng khi còn sống sót lại cũng không phải tiên nguyên thanh đề hay tiên nguyên hồng tảo của phương nguyên tiên nguyên người khác được xem là dị chủng phạm vi sử dụng vô cùng hẹp công dụng lớn nhất chính là thôi động tiên cổ ốc lúc trước phương nguyên thu hoạch được tiên nguyên của cự dương tiên tôn phần lớn đều dùng để thôi động kinh hồng loạn đài đấu hào quang rực rỡ bên trong núi nghĩa thiên nhưng sau khi đổi hồn số tiên nguyên còn dư lại đều rơi vào tay ảnh vô tà ở đây cần phải nói một chút thủ đoạn tiên cổ ốc cố định nhưng uy năng lớn nhỏ lại tùy thuộc vào số lượng tiên nguyên bỏ ra sau khi thu nạp phúc địa nô đạo của lưu dũng phương nguyên phát hiện tai kiếp của hắn chỉ nhảy qua một lần xem ra với tu vi thất chuyển của ta chiếm đoạt phúc địa lục chuyển hiệu quả đã không còn lớn chân chính có hiệu quả chỉ là tiên khiếu thất chuyển phương nguyên nhận ra điều này ánh mắt trở nên thâm thúy có chút khó khăn trong giới cổ tiên ngũ vực cổ tiên lục chuyển là nhiều nhất thường thấy nhất thất chuyển khá ít số lượng không thể sánh bằng lục chuyển phúc địa thất chuyển cần cảnh giới tông sư mới có thể chiếm đoạt phương nguyên chỉ có năm cảnh giới tông sư trong đó cổ tiên huyết đạo lực đạo trí đạo thất chuyển ít càng thêm ít tinh đạo biến hóa đạo thì còn có thể nhưng như vậy lựa chọn của phương nguyên sẽ bị giảm xuống hoàn toàn không còn dư giả như khi chiếm đoạt phúc địa lục chuyển nữa nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy phương nguyên đã sớm có biện pháp giải quyết hắn đưa mắt nhìn về phía xa đó là nam cương làm sao mới có thể trà trộn vào chỉ dựa vào gặp mặt từng quen biết mặc dù có thể cải trang bề ngoài nhưng ở chung với nhau nhất định sẽ lộ ra sơ hở đau đầu rồi đây phương nguyên hoàn toàn không có đầu mối về chuyện này hắn cũng không vội vã rời khỏi bắc nguyên hắn đang chờ đợi các phe phản ứng tin tức liễu quán nhất cùng hung cực ác bỗng nhiên tập kích cứ điểm lưu gia giết chết lưu dũng cướp sạch trận cốt tán hố tuyền quang rất nhanh đã truyền khắp giới cổ tiên bắc nguyên thế lực chính đạo giận dữ sau khi cung nguyễn đình nhận được tin tức này không khỏi thay đổi sắc mặt căng vặn sở độ ngay tại chỗ bên phía sở môn cũng cảm thấy bất ngờ và chấn kinh bọn họ đang mong mỏi phương nguyên kết quả phương nguyên không quan tâm đến đại hội huyết chiến mà một mình đi cướp sạch lưu gia Đúng là gan to bằng trời. Cố tình làm bậy. Lưu gia chính là địch nhân của Sở Độ. Lưu gia cũng bởi vì chiến đấu với Sở Độ mới khiến cho thanh danh Sở Độ lan truyền, được người ta tôn làm bá tiên. Nhưng nhìn Lưu gia bây giờ, Sở Độ lại không cao hứng nổi. Liễu huynh này làm loạn quá rồi. Hảo cảm của Sở Độ đối với Phương Nguyên đã không còn sót lại chút nào. Hắn ta hoàn toàn không muốn để cho bất cứ vị cổ tiên nào dưới trướng làm như vậy phương nguyên làm như thế là triệt phá quy củ phá hỏng sự ăn ý giữa hai bên nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha